hôm nay à, nói chung là à, bữa hôm nay quay à, hai clip à, là nói sự việc là của em là em quen với à, Trung Sì Bo giữa trên khách thoát cái thằng đó đưa hình ảnh ảo lên trên mạng rồi đưa hình ảnh đẹp trai trên mạng thì em bị nó lừa em báo cho anh là nó bị bị nó lừa gần gần 50.000 đô thì à, đối tượng này thì em nói chưa rõ thì khán giả bình luận khán giả có điện cho, cho, cho anh khán giả đang có bình luận điện cho anh là nói, anh hải ơi coi, coi lại đi chứ chị nói là chị gặp ảnh rồi à, nhưng mà à, thầy nói chung anh hỏi qua wow, cái mạng này nó yếu nên em nghe không rõ Thấy không? cái mạng nên bạn yếu có vừa rồi cái mạng uh, wifi nó yếu thì em nghe không rõ em trả lời khác bây giờ em uh, anh muốn em đính chính lại tại vì những khán giả mà nghe cái clip của anh coi clip anh nó điện thoại cho anh và bình luận nữa nên anh hải ơi đi sao mà không gặp mặt không uh, điện thoại nói chuyện như là like cho kết không mà sao lại chuyển 50.000 đô là mà sao mà người đó đi uh, bán thuốc xe mua sắt rồi bán thuốc xe rồi phải phải đi lửa để đi chung được kia là là có về Việt Nam rồi nhưng mà theo anh em theo anh nghĩ là em chưa về Việt Nam, Thế chưa gặp người đó ngoài đời chưa gặp người thật Việt Nam phải không? rồi em em kể cho anh nghe coi. Dạ em xin đứng chính lại một lần nữa trên cái trang này. Ừ Đầu tiên là em cũng cảm ơn tất cả cô chú Kiều Bào ngồi nước trong nước Em là Nguyễn Thị Thanh Nga Nguyên quán em là gốc người Nha Trang Em qua Mỹ nay được hai mươi mấy năm Và đang hiện đang sống tại tiểu bang Việt Chi Nhà Em có quen cái người này tên là Nguyễn Thành Trung Cái tên Facebook và TikTok tên là Trung Sibor ở nhà có biệt danh tên gọi thường gọi là treo, tụi em biết nhau được gần một năm trong quá trình một năm biết đó biết nhau là biết nhau ở đâu biết nhau trên mạng hay biết nhau ngoài đời biết dạ biết nhau ở trên mạng đó thì nói rồi nhau, đó. Trên à. dạ, rồi. nhau trên mạng dạ quen nhau trên mạng một rồi. năm trong một năm rồi rồi em Sau em khi... có gặp ngoài đây chưa em em về Việt dạ. Nam gặp đâu ngoài đây chưa dạ em chưa về Việt Nam gặp Tết chưa này gặp là em dự định để về đám cưới dạ để dự định về, về đám cưới anh hỏi phải trả lời anh hỏi em nghe em nghe những câu nói của anh anh hỏi em lại tôi lời, em gặp nó qua đời ở ở việt nam chưa dạ chưa ờ à, chưa gặp việt nam không chưa dạ. việt nam mà chứ sao mà khán uh, giả thắc mắc chứ sao em nói là, khán giả thắc mắc thắc mắt sao em nói là em đi bố thắc cho nó em bố thắc cho nó rồi <laughs> em rồi em đi bóc số xe si cho nó em phải trả lời cho cái nghe cái lời đó cái, cái câu hỏi đó Dạ em cũng cảm ơn những cô chú coi cũng có những cái điều thắc mắc Tại vì cái nhiều khi cái lời hỏi của anh Hải Mà em không có hiểu cái cái nghĩa hết cái nghĩa nó là em nói Nó còn dụng về về lời nói Tại vì nhiều cái quá nó áp lực ở trong người em á Em xin thưa là đứng chính lại á Là mỗi lần em gọi về đều gọi phay tham với nhau chẳng hạn như là đi chợ mua gạo khi em gửi tiền về đều gọi phay tham như vậy nè để điện thoại như vậy chạy xe ra ngồi chợ để mà mua gạo rồi những khi đi lấy bản số xe cũng gọi phay tham như vậy nè để mà đi đến cái chỗ ngồi chờ để lấy bản số xe còn tiền mua SH á, tức là em gửi tiền về rồi cái người này ra ngồi chỗ lấy xe gọi phay tham cho em ngay tiệm sửa xe mua xe em cũng mở phê tham ra cũng em cũng ngồi đó và em cũng có hình ảnh đàng hoàng đầy đủ sau khi em gửi tiền về mua chiếc SH còn những cái ngày cô chú nói tại sao em livestream em biết cái người này bị sida là nguyên nhân khi mà livestream chung với nhau á thì người này khi mà yêu nhau em muốn đặt lòng tin thì người này thỉnh thoảng cho em lên trên mà livestream thì lên like á, thì những cái cô chú ở những cái người mà bị cái tên này lường gạt nè và dính bệnh nè có tìm em cho nên em mới biết người này bị sida thì trên cuộc trên đường về bắt đầu em về nước á thì người này sợ tiết lộ ra mới chặn facebook em cho cho hacker đá bay facebook em luôn bịt đầu mối em chặn em các kiểu chặn điện thoại chặn facebook chặn zalo nói chung là chặn tất tần tật là vậy rồi, à, rồi bây giờ uh, cái người này, từ ngày mà lấy uh, lấy em uh, mà cộng cộng hết là gần 50 mươi đô rồi người đó có liên hệ với em ở đây thì họ nói chuyện uh, thăng mặt gì em không? Cái người nào anh? Cái người Trung này Trung sẽ Trung chơi Trung uh, xì bò. Dạ từ khi uh, xây nhà xây nhà xong mua ừ. xe ừ. rồi xong khóc ló khó lóc luôn khó luôn, Phá là, khó chặn luôn, chặn em luôn phải không? chặn mọi phương tiện luôn, rồi chặn mọi phương tiện luôn. rồi rồi, phương, phương luôn. À. rồi, dạ. rồi em có nói là em nhờ báo công an này kia là lừa đảo em này kia không? Dạ có. rồi nó, nói, nó trả lời làm sao? Dạ, có. rồi à, nó nó trả lời à, nó trả lời tục tiểu lắm nói chung đúng là sao? vậy. nên sao thì không thể nói những câu tục tiểu trên à, mạng được anh rồi, rồi 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 nó chữ thầy thì kêu không nó có chỗ quanh này thì kêu nó có chỗ quanh thì kêu à, nhưng cái khi nó khóa em rồi thì nó có mở cuộc livestream nó mở cuộc livestream à, xong trên mạng hỏi ủa chứ con bé gia tệ đâu rồi. thì nó mới trả lời nó mới nói láo là nó nói là em bỏ nó rồi đó, rồi. nó bịt miệng, nó bịt miệng Cô chú mà yêu thích nó, nó bịt miệng Xong nó mới đưa rồi. mẹ nó lên À. nó đưa mẹ nó lên trên livestream thì à. mẹ nó nói á mẹ nó nói mẹ nó nói em lừa mẹ nó có 300 triệu à mẹ nó nói em đưa cho nó có 300 triệu à mẹ Ồ, nó nói là, vậy đó mẹ nó mẹ nó nói là, là 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 nó lừa nó lừa của em 300 triệu không em nói đỏ chứ em nói gì mà, à. em nói, không dạ, đỏ có, ừ. dạ có 300 triệu à cái là mẹ Năm nó nói là cái có... này nó lừa em 300 triệu À, có 300 triệu nói à, nói em đưa ra chỉ có 300 triệu chứ à, chứ ở đâu mà nói uh, mấy chục ngàn. À. Sau khi cái em mới đăng những cái tờ giấy chuyển tiền về, à. thì nó lại cho hacker đá banh Facebook em luôn, mấy những như bịch đầu mối em vậy à. đó. Bây giờ em em, em dạ. có đăng mấy cái, mấy cái tiền mà chỉ về chưa? Đăng lên chưa? Dạ, dạ có, em có đăng ở trên trang của em á, đó có rồi. đăng trên trang của em. Dạ, đó có, có đăng hình uh, của anh. Rồi. số tiền lên và những ừ. cái giấy mà mua xe rồi lên ở trên trang của em, trang Facebook rồi. của em là Nguyễn Thị Thanh Nga. Hồi trước cái cái Facebook của em là Gia Tệ Nguyễn, mà tại rồi. vì nó cho hacker vô đá, bay mất Facebook em, rồi. em mới bỏ ba ba chục triệu để chuộc cái trang Facebook về lại. Rồi. Cho nên bây giờ em sợ nó đá nữa, cho em mới đổi tên chính lại là Nguyễn Thị Thanh Nga. Em xin đứng rồi. chính lại, rồi. em xin đứng chính lại. Nhưng cái điều ở đây á, em mong mỏi được cô chú anh chị à yêu thương có ghét có cũng xin mở cái lòng ra bởi vì khi mà em đưa một cái câu chuyện lên trên cả cộng đồng uh, trên toàn quốc này thì câu chuyện nó nó không phải là một cái danh dự con người hơn nữa những gì mình nói buông lời ra mình phải chịu hậu quả trước cái pháp luật cho nên mong anh chị cô chú khi mà mình nghe cái câu chuyện cũng đền đừng nên quá kiểu như là khắc khe mình phải thả lỏng để mình cảm nhận được chứ kiểu như mà cứ uh, bắt lỗi cho kia một chút bắt lỗi cho nọ một chút thì biết lúc nào mới hết được câu chuyện điều em được mong mỏi ở đây tại vì em muốn đứng lên em nói để cho mình giúp được cái đồng bào của Việt Nam của mình em chỉ là một người xa xứ chẳng qua là người phụ nữ hơn là gặp được một tấm chồng còn nếu không hơn thì gặp được những cái thứ lừa đảo thì cuộc đời phụ nữ khi mình buồn bã Mình mất được nửa mảnh đời kia Mình tìm lại nửa mảnh đời khác nữa Mình cũng như đàn ông người ta luyện cái phao ra cứu trợ Thì mình đu cái phao đó Mình đâu biết cái phao đó phao lũng hay phao tốt phao xấu Đó là cuộc đời của người phụ nữ Nó bất hạnh cái chỗ đó Thì em cũng mong cộng đồng cô chú trên toàn nước Em chịu ngồi đây để mà để được cô chú chỉ trích dạy bảo cho em thì em cũng sẽ chấp nhận bởi vì đứng ra mình nói cái lẽ phải thì mình không thể nào tránh khỏi cái sự mà chỉ trích thương có chê có nhưng em vẫn vui vẻ để đón nhận bởi vì mình là một cái người nạn nhân thì có quyền cô chú vào bình luận nhưng em xin cô chú phải cùng em chăm chung tay để ngăn chặn tại vì nhiều người bị lừa và nhiều người mắc bệnh sida lắm nó nhiều ê hề lắm chứ không phải là ít đâu cho nên em dám đứng dậy để mà em nói được sự thật để mà cũng cùng nhau để mà đưa những cái thứ mà lừa đảo cặn bạc của xã hội trên cái xương máu cái người đồng bào mình điều đó em rất là mong cũng xin cúi đầu trước cô chú toàn nước để xin ủng hộ giúp đỡ tại vì nhiều có nhiều khi em là một cái người khắp cổ bể họng thì ví dụ em không có tiền về nước em phải ngậm đắng nuốt cây để mà chờ cái ngày thì cái ngày đấy cũng đã đến rồi thì em mong cô chú hãy cho em một cái con tim cho em một cái lời nói an ủi để cho em có một cái sức mạnh đứng giữa biết bao nhiêu trên cộng đồng cô chú toàn nước để đưa cái tên tội phạm này ra đó là điều em xin cúi đầu chi ân tất cả ở đây Đúng nhưng mà giấy tờ là em bị giữ hết nha. để về Việt Nam rồi anh sẽ giúp về pháp lý cho em. Không? Dạ. Dạ. có những cái người bị dính bệnh sida nữa có những ừ. người bị nó lừa tất cả đều tất cả tật ở trong em đây. À. Mà mà làm sao mà nó nói sao ngọt sao mà đưa lên đến 50.000 ngàn đâu lận? Dạ không phải là nói ngọt anh. Tại vì nó nói với em là cuộc đời có mẹ nó nói nữa. Cuộc đời khi mà thằng con của mẹ với mẹ gặp con ở đây là phước báo ba đời. Gia đình ai cũng khinh thường mẹ hết. Họ coi mẹ không có ra gì hết. Thì chính vì đó em mới bắt đầu xây nhà xây cửa. Xây từng bước, từng bước, từng bước đi. Nếu mà cô chú nào không tin em hay là không có một cái niềm tin nhỏ nhoi nào ở em, hãy cho em mở rộng cái lòng cho em một cái một cái sự vững tin. Cứ vào trang Facebook em và coi sẽ cảm nhận được từng bước có những cô chú fan đã theo em cũng cả 10 năm trời thì sẽ hiểu được và đồng cảm cái sự người phụ nữ nó mất mát nó đau thương như thế nào. Tại vì em ở xa, em thương người bởi vì mẹ của người này nè. Mỗi khi em gọi điện về bằng cái phay tham Em xin nhắn lại Gọi điện về bằng cái phay tham Cũng như phương tiện em với anh gọi mở ra nè Những khi bà đau bệnh Em cũng gọi phay tham ở bên cạnh Sữa em cho người mua đem đến Một hộp là 750 ngàn sữa Insua Nước yến em gọi điện Để mà quen biết Để cho người ta chân đem tới nhà Cherry một tháng ăn hai thùng Một thùng tới là 5 kg Dưa lưới cũng một thùng Nói chung là một tháng có lúc em cho ăn nhà hàng Nhà hàng mà nhà hàng loại đã sang trọng mắc tiền Rồi những khi á Thứ bảy nào cũng ăn tiệc Ờ em có một cái nhân chứng dập chứng đây nữa Rất là quan trọng Cái khi cái nhà dựng lên xây, xây cất á Là có cái người tên đó là người tên Hoàng Em có nít thích thoát luôn Ở gần nhà cái tên lừa đảo này nè Và cậu ruột của cái thằng lừa đảo này Tức là em ruột của má của cái thằng lừa đảo này luôn bà chính là cái người thợ mà mỗi sáng em đều mua đồ ăn sáng là tức là em em kêu thằng đó em ra món cho thợ ăn đó rồi cũng gọi phai tham để em thấy thợ cắt nhà luôn tiền công thợ em cũng trả luôn anh em cũng đều trả hết điều nếu anh không tin khi mà ra luật pháp có thể mình triệu mình khi mình vào án thì mình có thể triệu cái người tên hoàng này và anh đó cũng có một anh tên hùng và cái cậu tức là em ruột của người đó và thêm mấy người thợ nữa làm xong khi đám dỗ cô chú có nói tại sao em ra ngoài mộ là như thế này tết đến em có gửi về 97 triệu em vét sạch 97 triệu em xin đứng chính lại 97 triệu bà mới đưa em vào trong cái trang thờ của bà đó đang gọi phê tham nè em cùng bà lâu chùi dọn cái nghĩa mình lâu chùi dọn ở đây là bà lâu chùi dọn em chỉ bà hướng kia em chỉ bà hướng nọ cũng gọi phê tham để mà mua những cái gì trưng bày loại đắt tiền nhất mà ngon nhất đẹp nhất Chén bát em cũng xong xuôi rồi Em cũng đưa thêm cho bà cầm 30 triệu tức là chia đều ra hết Bà còn 15 triệu để mướn một chiếc xe Xe taxi để mà đi lên cái chợ Sài Gòn Mua sắm những cái vật liệu ở trong gia đình Nói chung là em lo tất tần tật hết Nhưng em không ngờ cái sự dối trá của cái bà này thật là ghê tởm trong nhà bà chứa một lúc cũng phải là dài đứa con gái chứ không phải là một riêng chỉ một mình em. Điều đó là cái điều kinh khủng khi thằng con bị sida mười mấy năm trời. Và những nạn nhân bị dính bệnh sida và những người được bị nó lừa đều vào không dám nói vào trang em và đưa những hình ảnh. Tin tức, tin nhắn nói chung có tất tần tật hết. Một mình nó xài cũng phải là giá 8-9 cái Facebook luôn. Để mà đi lừa đảo vào trong trang Có những cô bán bánh kem mà đeo vàng nhiều Nó cũng lừa luôn Nói chung nhiều lắm anh ơi Nhiều lắm Nhiều không thể tưởng tượng Thật sự để mà nói Em không biết để dùng lời lẽ nào Điều Mà này, để mà Trước khi em quen em tìm hiểu cho kỹ lúc khi em quen em cứ tưởng nó là nổi trên tiktok trên facebook á, thì con người nó lên trên cộng đồng mạng sẽ nghĩ là con người đàng hoàng tử tế chứ không nghĩ bên trong là một cái màn che đậy nó thật là khủng khiếp tại vì em cứ nghĩ lên mạng khi mình mình là một người nổi mình sống cho người cộng đồng cô chú tên toàn nước là mình phải sống cho nó chân thật về cách từ cách sống từ cách ăn uống hay từ cái gì đã mình đã là một cái idol của fan cô chú thì mình phải là một cái tấm gương em luôn nghĩ như vậy cho nên em mới thẳng tiến tới nhưng không ngờ đằng sau là những cái tội em khinh khủng quá nó quýnh người lắm anh nó lấy cái 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 mát đàn anh đàn em ra những đứa nào mà nói là đứa đó hơi mệt nó gọi điện tới hăm dọa thậm chí những cô chú ở xóm biết được những cái bí mật của nó không dám nói nói là nó cho người tới là cũng ngày đó hơi mệt đó là điều sự thật là kinh khủng lắm kinh khủng lắm Em nói là không thể nào Cô chú ơi không thể nào tưởng tượng nổi Em là người trong cuộc Em có lúc em ngủ mà em còn mơ mạng Một cái áp lực mà em phải chịu đựng Nó kinh khủng lắm cô chú ơi Còn những người mà bị mắc bệnh sida nữa cô chú Bị những người đánh Nó kinh khủng lắm anh ơi anh thật sự là để mà nói không 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 lời nào tả nổi không lời nào tả nổi được thiệt nó kinh khủng quá đau vừa rồi muốn rút kinh nghiệm quen ai tìm hiểu cho kỹ rõ người đó làm sao phải phải về Việt Nam của tìm hiểu cho kỹ thấy không tiếp xúc cho người đó có đẹp dạ. mẹ vậy không một quen với người nào mà nó đòi tiền bạc nó xin tiền bạc là mấy lừa đảo thấy không quen nào mà đòi tiền bạc là xin lừa đảo nó hẳn luôn là nó nó mời tiền chứ nó không không mời nó không mời tình cảm thấy không lúc bà nói với em là con ơi mẹ không có nhu cầu chọn dâu đâu con ừ. À, con 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 về nước đi nhà cửa cũng xây xong đến thậm chí anh biết không em vừa đi làm còn đưa vừa đi làm shipper nữa để mà làm cho có cái nhà để làm cho cái nhà có cái nhà để mà ở một cái sự mà nó lừa đảo ngọn ngục ghê lắm từ anh tới em nói chung ai cũng bị y chang tình trạng như em những nạn nhân hỏng 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 dám lên trên đây nhưng mà em em thì em em thì nói đúng ra thật sự là để mà có một cái động lực thì em luôn đặt niềm tin vào cái sự mà của anh và các uh, uh, chính quyền và các như luật pháp em tin tưởng vào điều đó nên em tin tưởng lẽ phải và em sẽ dùng những cái sự thương yêu của cô chú cộng đồng nữa để có một cái sức mạnh để ngồi đây được nói được chia sẻ được cái tiếng nói tại sao những người sống quê sao quê hương như tụi em đều yêu mến cái người việt nam mình tại vì sống cho lẽ phải sống về chính mình thì mình luôn đứng dậy đấu tranh còn ai nghĩ sao thì nghĩ mình đứng vậy mình nói thôi anh rồi à. dạ. rồi đi anh, anh những lời nói để để anh ghi nhận nhé. ghi nhận để dạ. uh, anh uh, đưa lên cộng đồng mạng để uh, tại vì vừa qua anh quay clip thứ hai thì người ta nói sao em nói uh, em nói uh, nó, nó, nó nó hơi uh, trái tiều này kia nhiều người họ hò, người họ bên nhiều họ bình em thì nhiều hiểu không họ bên em nhiều không biết đó Tội để lừa đảo hay nhiều để còn ở sớm mà họ có điện thoại trên, họ đã còn lừa đảo nhiều lắm rồi. Bây giờ thầy biết đấy gì nhá? Bây giờ thầy biết đấy. Dạ nha. khi phát hiện, dạ cái này nữa nè anh, khi ừ. đổ về em phát hiện nó là anh biết tại sao em biết câu này nè khi mà mỗi lần em gọi về nó cứ liếm môi, nó liếm môi, lúc ờ. đó người ta tới mép em không có tin. Em để ý cái nó liếm môi, ừ. một ngày uống không biết bao nhiêu chai nước ngọt, những người mà người ta chơi chơi xì uh, ke là luôn thèm ngọt nha anh. Đúng, 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 thèm đúng. ngọt một cái môi hơi khô liếm môi miết. Liếm à. môi miết xong vô trong phòng mở nhạc kinh khủng. Mở nhạc âm trời đểm trong đó hết anh à, nó vẫn còn đúng. chơi nha, nó vẫn còn chơi hàng nha anh. Vẫn còn nha anh, vẫn còn nha. Ê, thì xì ke sao bỏ được, xì ke sao bỏ được. Cho nên nó lừa, nó lừa lắm. Ừ. thì kia là không vừa bỏ dạ yeah. nên, nên, bây giờ em rút kinh nghiệm quen dai thì phải uh, tìm hiểu cho kỹ không có không có ai mà quen mình làm cực khổ ở bên mỹ làm cực khổ đó, anh biết mà anh anh đã qua tầng qua làm anh qua đây tầng qua anh biết tầng qua mỹ anh biết rồi cực khổ đủ thứ đó, dạ tại đi. vì cái 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 nói chuyện của em á nó kiểu như nó trong cái sự dội vàng em xin một lần nữa xin đứng chính trên cô chú cộng đồng mạng đây và những cái những mảnh đời nó bị nó hại những cái mảnh đời tan thức lắm rất là đau khổ em chứng kiến nó có một cái vụ này nữa có một cái con nhỏ này em có giữ một cái clip mà bị cái ba mẹ thằng này cái cái cái, cái thằng này với mẹ nó lừa đảo một trăm rưỡi triệu nó buộc lòng nó bỏ hai đứa con gái còn chuyện nó dính sida hay không là em cũng không biết nha chứ mà thật sự rất là đau khổ anh em chứng kiến lắm. còn chứng kiến thêm một bà trốn chồng em cũng bóc phốt ở trên mạng bà đã cũng bỏ bỏ chạy rồi đó là một cái cái kinh khủng vô vô cùng tận một ổ lừa đảo nó kinh khủng lắm anh thật sự mà để nó đưa cho hồ sơ anh 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 cũng chính anh cũng tá quả chứ đừng nói gì em cũng tá quả nhưng mà em không sao em không sợ bởi vì em nói rồi cho dù em có như thế nào trên cuộc đời này em cũng phải cố gắng thay cho những người bất hạnh những mảnh đời mà bị nó hại lường gạt bị dính bệnh bị nó đánh cho mà hư thai luôn tất cả các kiểu đầy đủ nhân chứng vật chứng em mới mạnh dạng rồi lên đây em không để nó ngồi dòng pháp luật nữa cho dù thế nào em cũng phải sự kêu gào tha thiết trên cộng đồng toàn nước em tin vào lòng người dân là cái điều nó bên ngoài tội nghiệp lắm nó kinh khủng lắm nó kinh khủng lắm em mà em giờ em ngủ em còn uống thuốc ăn thần luôn em áp lực đến mức độ em, em anh ok sao rồi? rồi thôi để cái gì cũng còn đó để đến hơn giúp chị em hơn giúp cho hơn giờ phi rồi ở bên đó giờ mấy giờ rồi Dạ bên này cũng là ngày mai nên là lễ lớn anh, à, tại vì được thủy và mười một giờ ba mấy em cũng hay ngủ trễ lắm anh, à. em ngủ trễ Dạ em cũng hay có những khi em lãnh giấy về ở trong cái chỗ mà người ta làm á, khi em về em ngồi không thì em bấm bấm giấy cái kiểu đó, có khi bấm giấy một một tháng cũng được một ngàn mấy, quá. À, Dồi. cái tiền đó em đều xin làm góp từ thiện hết anh một đúng, năm đúng. em làm hai lần thiện lên em, à. em 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 sống vậy đó anh niềm vui à, của em là như vậy thôi đó dạ ủa rồi bà, mẹ em hiện giờ ở Việt Nam hay ở Mỹ à dạ mẹ em ở với em anh mẹ em, em. đang ở Mỹ à. dạ mẹ dạ mẹ em ở đây em bảo lãnh cho mẹ em ở đây à. mẹ em ở đây dạ em cũng chuẩn bị để mà về nước lo cái việc à, cùng với à, bộ pháp luật để vào cuộc thì cần phải có em Đấy. có nhân chứng và những giấy tờ em cũng đã đưa cho lãnh sứ quán của hoa kỳ ở đây rồi em cũng phải về trình diện lãnh sứ quán ở kia tại Đấy. vì mình một công việc ở hoa kỳ thì mình phải cần tung theo ở đâu cũng phải tung theo luật ở đó anh Đấy. em có đăng clip này lên uh, hình ảnh của em với anh lên mạng xã hội không Dạ, dạ có chứ Mình Được. đứng lên đấu tranh thì buộc lòng mình phải Là cái gì cây ngay không sợ chết đứng Thì em Được. phải cần em Rất là cần Rồi, rồi, rồi anh, sẽ đưa lên Tại vì dạ. anh, anh, thường thường anh bên lễ phải không? Anh bên lễ phải Đây gì thôi Nhất là phụ nữ trai tay trong mềm à, Ai mà ở Việt Nam này Ai mà nói chồng mà đánh vợ là anh lúc này cũng can thiệp vô hết Dạ Dạ, yeah. chờ thiệp rồi người đời đó nhưng mà nói... em có em 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 xin góp có một cái ý kiến gì được không anh đó, đó, đó. nếu mà anh muốn biết rõ thì anh cứ dò tên em sẽ gửi địa chỉ và những đó, đó. số tiền gửi những cái người nạn nhân anh chỉ cần tới phường Long Phước đó chỗ ừ. hiện cái cười này đang ở ừ. rồi anh sẽ điều tra có sida hay không Từng lừa Ồ. đảo hay không Nhật ai thì buộc lòng cũng sẽ có những manh mối thôi ừ. đó là cái rõ ràng nhất tại vì khi mình vô vô cái 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 cái, cái cực khi mà em đưa đơn khởi kiện là buộc lòng ví dụ chính quyền vô thì buộc lòng phải tìm hiểu người này, cái cái danh cái 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 lịch sử là như thế nào thì buộc phải lòng phải ra thôi Rồi, Rồi, anh sẽ giúp em về pháp lý Rồi, xin cảm ơn. anh chúc em ngủ ngon nha. Rồi, rồi bye. cho đó. em lời cảm ơn tất cả cô chú trên cộng đồng mạng. Em cảm, đó, cảm ơn anh nhiều. Rồi, bye